Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ nói về phần số học, về phần thứ hai. Sau đây là cái bảng con số chuyển sang chữ cái mà các bạn cần phải học thuộc. Số 0 là mình sẽ chuyển thành chữ S hoặc là chữ X. Số 1 mình sẽ chuyển thành chữ T hoặc chữ D. Thì số 1 là vì nó có một gạch á, nên nó giống chữ T hoặc là chữ D, nó cũng có một gạch như vậy. Số 2 mình sẽ chuyển thành chữ N. Chữ N là các bạn thấy là nó có hai gạch này. Số 3 là chữ M. Chữ M nó có ba gạch ở dưới cái chân á, nên là nó là số 3. Số 4 chuyển thành chữ R. Nhưng mà chữ R viết in á, các bạn lật ngược lại thì các bạn thấy nó giống số 4. Số 5 là chữ L. Các bạn thấy là chữ L viết in hoa là nó có cái gạch cong giống số 5 vậy đó. Số 6 là chữ G. Thì số 6 á, khi mà các bạn lật ngược lên thì các bạn thấy nó giống số 6. Số 7 là giống chữ K hoặc là chữ C. Thì số chữ K á, là các bạn thấy là các bạn lật ngang lại á, thì các bạn thấy nó là hai số 7 dính vào nhau. Thì chữ K thì nó cũng là cái âm khi mà chúng ta đọc thì nó cũng giống cái âm C. Số 8 thì giống chữ F hoặc là chữ V. Thì cái số 8 á, thì nó có cái đoạn ở giữa của nó là nó chia thành hai hình tròn, là nó cũng giống cái chữ F. Chữ F là nó có cái gạch chia thành hai phần. Số 9 là chữ B hoặc là chữ P. Thì các bạn thấy là khi mà lật ngược chữ B lên thì nó lại giống số 9. Thì cái bảng số này thì các bạn phải học thuộc lòng. Mình sẽ cho các bạn bài tập để học thuộc cái bảng này, vì các bạn phải học thuộc và cái bảng này nha, để phần tiếp theo mình sẽ dễ hiểu bài hơn. Sau đây là bài tập. Các bạn thấy là số 12 là các bạn hãy đối chiếu lại cái bảng hồi nãy để điền vào đây. Chỉ cần điền chữ thôi. Ví dụ số 1 là điền chữ T, số 2 là điền chữ N. Dừng cái video này lại và làm hai cái bài tập này nếu như các bạn chưa học thuộc cái bảng đó. Còn nếu như mà thuộc rồi thì mình sẽ đi phần tiếp theo. Thì sau đây là đáp án mà hai bài tập mà mình vừa giao hồi nãy. Đó, chỉ cần điền thôi, điền cho các bạn nhớ thì nó cũng dễ nhớ mà, đúng không? Chỉ cần nó giống hình chữ T một gạch, chữ N thì hai gạch nên là số 2, chữ M ba gạch là số 3. Đó, tương tự như vậy. Rồi, phải đảm bảo rằng là các bạn đã học thuộc cái bảng đó nha. Bây giờ mình sẽ vào phần quy tắc. Quy tắc là mình sẽ dùng những cái nguyên âm uể oải đó, hoặc là những phụ âm như là H, G, Q chèn vào những cái từ mà các bạn vừa lập theo cái bảng mà từ cái bảng Q ra, mà cái bảng mà hướng dẫn phía trước đó. Đối với tiếng Anh thì một từ các bạn có thể chuyển thành nhiều số. Ví dụ như là số 941, các bạn chuyển thành từ tiếng Anh là chữ bread. Thì mình thấy là số 9 là chữ bờ, chữ R là số 4, chữ E, chữ A là những nguyên âm nên là nó không có giá trị. Mình chỉ chèn vào để cho cái từ này nó có nghĩa. Chữ D là số 1. Như vậy với cái chữ bread thì chúng ta sẽ chuyển thành số là 941, nên đó là từ số, chúng ta chuyển thành từ. Đối với tiếng Việt thì vì tiếng Việt nó khác tiếng Anh mà, đúng không? Nên là một từ mình sẽ chuyển thành một số thôi. Hai từ mình chuyển thành hai số. Thì cái này không phải là ứng dụng hầu hết mọi trường hợp nha. Đương nhiên là vẫn có trường hợp ngoại lệ. Thế bây giờ vào ví dụ luôn. Ví dụ số 10 là số 4 thì nó là chữ R, đúng không? Thì mình sẽ chuyển thành một từ. Số 4 là một số, mình chuyển thành một từ, đó là chữ râu. Tiếp theo, số 15, số 1 là chữ tờ,
Số 2 là chữ L. À, số 5 là chữ L. Như vậy chữ T và chữ L này á, thì trong tiếng Việt để tạo thành một từ thì nó không có từ nào hết. Nên là ở đây hai số mình phải tạo thành hai từ. Thì số 15 là mình gồm chữ tờ và chữ L, thì mình sẽ viết nó thành chữ tủ lạnh. Mình lấy cái chữ đầu thôi, chữ cái đầu của chữ tủ lạnh, chữ T và chữ L, mình sẽ tạo thành số 15. Nên là trong những cái trường hợp này mình sẽ tạo thành danh từ để cho nó dễ nhớ hơn là động từ. Động từ thì nó khó nhớ hơn đúng không? Động từ hay là tính từ gì nó khó nhớ. Thì số 24, số 2 là chữ N, số 4 là chữ R, thì mình sẽ lấy cái tạo thành chữ ninja rùa. Mình lấy tạo nên cái chữ cái đầu, tạo nên một cái chữ có nghĩa. Rồi, bây giờ ví dụ như số 0 là chữ sờ hoặc là chữ X, thì đối với tiếng Anh nó có nghĩa là chữ C, còn tiếng Việt là chữ sói. Mình để màu xanh là tiếng Anh và màu đỏ là tiếng Việt. Số 1 là chữ T và chữ D hoặc chữ D, thì mình chuyển thành tiếng Anh là chữ tie, còn tiếng Việt là thư. Số 2 là chữ N, mình chuyển nó thành tiếng Anh bằng cách là thêm những cái nguyên âm này hoặc là những cái phụ âm H, G, W này. Thì bây giờ số 2 á là mình sẽ chuyển thành tiếng Việt hoặc tiếng Anh nha. Nếu các bạn giỏi tiếng Anh thì hãy dùng tiếng Anh, các bạn giỏi tiếng Việt thì dùng tiếng Việt. Thì tiếng Anh là no, còn tiếng Việt là chữ núi. Số 3 là chữ M, thêm các phụ âm vào thì tiếng Anh thì là chữ ma, còn tiếng Việt cũng là ma luôn, là con ma đó. Số 4 là chữ R, mình sẽ chuyển thành tiếng Anh là rai, còn tiếng Việt là râu. Số 5 là L, nó có nghĩa là lore bên tiếng Anh, còn tiếng Việt là lưỡi. Số 6 là chữ G, tiếng Anh là mình sẽ dùng chữ go, còn tiếng Việt là chữ gom hoặc là ga. Tức là khi mà mình chuyển thành chữ này thì mình là hình ảnh đó mấy bạn. Số 6, mình tưởng tượng cái hình ảnh cái gom trong đầu của mình á. Số 7 là chữ K hoặc chữ C, thì mình sẽ thêm những cái phụ âm vào để tạo ra những từ có nghĩa. Thì với từ tiếng Anh thì nó có nghĩa là call, còn tiếng Việt là kẹo. Số 8 là chữ V và chữ F, thì thêm những nguyên âm vào thì nó có nghĩa là tiếng Việt. Bên tiếng Anh thì nó có nghĩa là IV, bên tiếng Việt là con vịt. Số 9 là chữ B hoặc là chữ P, thì tiếng Anh là B và tiếng Việt là bò. Bây giờ là bài tập mà phía trước mình đã cho các bạn làm đó. Số 12 thì tiếng Anh là tin, tiếng Việt là thỏ ngọc hoặc là trái nho. Số 21 là nut, tiếng Việt đó là nhóc trùm hoặc là nỏ thần. Số 31 là chữ M và chữ T, tiếng Anh là meat hoặc là mat, tiếng Việt là mốc treo hoặc là me tươi. Số 42 là chữ R và chữ N, thêm những nguyên âm vào thì mình bên tiếng Anh là mình có chữ rain, còn bên tiếng Việt là mình dùng những chữ cái đầu thôi, là chữ rồng nước hoặc chữ rau ngót. Số 59 là chữ L hoặc chữ B, chữ LB hoặc chữ LP, thì bên tiếng Anh thì nó có nghĩa là lip, tiếng Việt thì là lá bài hoặc là ly bí. Tiếp theo là số 651, là số 6 là chữ EG, chữ G, số 5 là L, số 1 là D hoặc là T, thì bên tiếng Anh là có nghĩa là chữ goal. Bên tiếng Việt thì mình tạo thành từ gà lang thang. Số 74, số 7 là chữ K, số 4 là chữ R, tiếng Anh thì tạo thành chữ car, bên tiếng Việt thì lấy chữ cái đầu thôi, con red hoặc là cà ri.
Số 85 là chữ V, L hoặc là chữ F, L. Thì mình tiếng Anh mình tạo thành chữ file. Thì tiếng Việt thì mình tạo thành chữ vũ lép hoặc là võ lâm. Số 97 chính là chữ B. Số 7 là chữ K. Mình tạo thành tiếng Anh là chữ book. Còn tiếng Việt là chữ BK. BK là phần mềm virus hoặc là bách khoa. Kiểu vậy. Bách bèo cám hoặc là bánh cốm. Bây giờ thì sau đây là mình sẽ cung cấp cho các bạn 100 số bằng tiếng Anh. Nếu các bạn giỏi tiếng Anh thì hãy học cái danh sách này nha. Thì làm sao để học thuộc 100 số này bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt? Thì có 100 số thì các bạn hãy tạo thành 10 bộ cho 100 số này. Với một bộ thì gồm 10 số. Với 10 số này thì các bạn dùng phương pháp chuỗi câu chuyện và phương pháp hành trình để học thuộc. Tạo bộ flashcard đó, bằng Quizlet hoặc Anki để kiểm tra. Sau đây là 10 bộ số mà mình tạo thành flashcard để học 100 số này. Đây là bảng tiếng Việt. Thì mình sẽ chia sẻ cái bộ này lên trên mạng cho các bạn ở phần dưới phần mô tả nha. Thì các bạn một ngày học một bộ thôi, 10 từ. 10 số, 10 gồm 10 số. Đó, các bạn vào radio. Học lại này. Số 61 nè, là gà trống. Đó, khi mà các bạn học sao mà khi mà nhìn vào số 61, các bạn có thể nhìn vào số 61 thì các bạn biết đó là gà trống. Là mỗi ngày ôm một thẻ, một bộ như vậy là 10 số thôi. Gà nướng, gà mái. Đó, sử dụng bộ này để học. Thì trên Quizlet này rất là nhiều cái ứng dụng để học nha. Ví dụ thẻ này, học viết này, ghé thẻ này, kiểm tra cho đến khi nào các bạn thuộc lòng. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Rồi sau đây là 100 số bằng tiếng Việt. Thì mình đã tạo thành flashcard cho các bạn rồi đó. Thì bây giờ mình lướt qua thôi. Các bạn có thể tạo lên một cái bộ số theo cái cách của các bạn. Nhớ là tạo thành danh từ cho dễ nha. Đó. Từ 10 đến 19 này là một bộ này. Từ 20 đến 29. 30 đến 39. 40 tới 49. 50 tới 59. 60 tới 69. Đó, cho tới số 99. Thì bây giờ mình vào ví dụ luôn nha. Ví dụ này là về môn lịch sử. Năm 965 tới năm 967, loạn 12 sứ quân. Bây giờ làm sao để chúng ta học thuộc cái giai đoạn lịch sử này? Mình sẽ lấy số 965. Cái bộ số của mình là gồm từ 1 đến 2 số thôi, nên mình tách nó ra. Ở đây có 3 số thì mình tách ra thành 1 số và 2 số. Số 9 là chữ B. Số 65 là chữ G và chữ L. Số 9 là chữ bò, đúng không? Chuyển thành bò. 65 là chuyển thành già làng. Tiếp theo là 967. Mình cũng tách ra thành số 9 và số 67. Mình sẽ tạo thành từ bánh giảm cân. Số 12 là chỗ loạn 12 sứ quân đó, là lấy số 12 là gồm chữ T và chữ N, tạo thành chữ thỏ ngọc. Bây giờ thay vì học những cái số như thế này, chúng ta chỉ cần tưởng tượng câu chuyện có chữ bò già là, bánh giảm cân và thỏ ngọc. Để tưởng tượng ba cái này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chuỗi câu chuyện, phương pháp hành trình. Bây giờ mình sẽ tưởng tượng sử dụng cái phương pháp chuỗi câu chuyện nha, để tưởng tượng ba cái hình ảnh này. Có một con bò, một trang trại bò, trong đó có một con bò già làng. Nó rất là mập, nó rất là to, nó to mà to bằng con voi, to lắm. Vì nó to nên là nó muốn giảm cân, nên là nó lên mạng tìm một phương pháp để giảm cân. Thì nó đã tìm được
cái bánh giảm cân. Sau khi ăn bánh này xong thì sau một ngày thì cái con bò này người nó rất là nhỏ, sau một ngày thôi ăn cái bánh này vào thì nó thu hình lại, có mắt mũi miệng chân tay gì y như con thỏ ngọc luôn. Sau khi ăn một cái bánh này thôi, sau khi ăn bánh này xong thì nó biến thành con thỏ ngọc á, thì vì nó là trưởng làng đúng không, già làng mà là trưởng của một bò, của một cái bộ tộc, thì những cái người nhân dân á họ thấy như vậy họ rất là bực, khi mà một người đứng đầu mà lại nhỏ như con thỏ như thế này, hình hài giống con thỏ, nên là họ đã làm loạn lên, giành nhau cướp cái ngôi già làng này. Đó là câu chuyện của mình. Bây giờ thì mình sẽ học thuộc nó nha. Mình sẽ lần ngược lên này, là một con bò già làng mập muốn giảm cân, lên mạng tìm ăn bánh giảm cân. Sau khi ăn bánh giảm cân xong thì nó giảm cân luôn, và nó thân hình rồi mắt mũi miệng chi đều chuyển đều nhỏ hết, và nó y như con thỏ ngọc luôn. Nhân dân thấy như vậy thì họ đã là làm loạn lên, vì không thể mà một người đứng đầu của một bộ tộc mà lại nhỏ như con thỏ ngọc như thế này, có hình hài giống con thỏ ngọc được. Thì bây giờ bò già làng là 965 đúng không, chuyện rất là dễ đúng không, bò là số 9, già làng số 65, bánh giảm cân, bánh là số 9, giảm cân là số 67, thỏ ngọc là số 12. Như vậy là năm 965 đến năm 967, loạn 12 sứ quân. Rất là dễ đúng không? Dễ thuộc. Bây giờ đến lượt ví dụ thứ hai. Năm 1076, lập quốc tử giám ở kinh đô Thăng Long. Rồi, số 1076 là gồm 4 số, mình sẽ tách ra thành hai số là số 10 và số 76. Số 10 là gồm chữ T và chữ S. Số 76 là gồm chữ C và chữ G, thì mình sẽ tạo thành số 10 là trà sữa, số 76 là cô gái. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng phương pháp hành trình để học thuộc cái giai đoạn lịch sử này. Lập quốc tử giám đúng không? Mình sẽ tưởng tượng quốc tử giám này. Mình sẽ lấy địa điểm ở cái cổng quốc tử giám. Cái địa điểm sẽ là cái hai cột hai bên của tử giám và cái cánh cửa trà sữa đúng không, và cô gái. Mình tưởng tượng rằng là có một ly trà sữa rất là to đặt hai bên cái cột của cái quốc tử giám, một bên là trà sữa sô cô la, một bên là trà sữa bạc hà, rất là to đặt ở phía trước đó. Rồi tiếp theo là đi vào cái cổng là mình sẽ thấy cánh cửa. Mình thấy cánh cửa là có xăm hình, có khắc một hình tượng một cô gái. Cô gái này đang trên tay đang cầm một con rồng. Con rồng này đang phun lửa. Khắc hình của cô gái trên tay đang cầm một con rồng phun lửa. Rồi, đó. Câu chuyện của mình xong rồi. Phương pháp hành trình. Thì mình sẽ kể lại câu chuyện của mình theo phương pháp hành trình. Thì đầu tiên là mình thấy một cái quốc tử giám. Bước vào quốc tử giám mình sẽ thấy một hai cái cột. Thì hai cái cột có hai ly trà sữa, một ly bạc hà và một ly sô cô la. Tiếp theo là móc cái cửa. Trên cái cửa thì có khắc hình một cô gái. Cô gái đó trên tay đang cầm một con rồng phun lửa. Rồi. Bây giờ thì trà sữa là số 10. Cô gái là số 76. Như vậy là mình sẽ biết được số 1076. Mình lấy một con rồng, tức là ở Thăng Long đó mấy bạn. Còn quốc tử giám chính là lấy móc để gắn cách địa để lấy quốc tử giám làm địa điểm để gắn cái hình ảnh trà sữa và cô gái vào cái quốc tử giám. Như vậy là năm 1076 là lập quốc tử giám ở kinh đô Thăng Long. Tiếp theo, mình sẽ đưa ra một ví dụ thứ ba là hãy học thuộc 9 chữ số này. Mình sẽ chia 9 chữ số này thành 5 phần. Đầu tiên số 3 là chữ M.
nghĩa là ma. Số 78 là chữ CV, là con ve. Số 32 là chữ MN, là chữ mẹ nữ bị nương. Số 49 là chữ R và chữ B, thì mình tạo thành chữ Rubik. Số 24 là chữ R và chữ N và chữ R, mình tạo thành chữ Ninja Rùa. Như vậy thay vì mình học 9 chữ số này, mình sẽ học 5 hình ảnh trên. Sau đây mình sẽ tưởng tượng theo phương pháp chuỗi câu chuyện. Có một con ma, nó tóc dài, người nó rất là lạnh. Nó trên tay nó đang cầm một con ve, kêu ve ve ve. Nó cầm con ve này dọa công chúa Mị Nương. Dọa công chúa Mị Nương thì công chúa Mị Nương rất là sợ. Con này đã cầm một cái Rubik ném vào người con ma này. Đang ném thì tự nhiên xuất hiện một siêu anh hùng Ninja Rùa. Ông này xuất hiện và chụp lại cái Rubik của công chúa Mị Nương ném con ma này. Công chúa Mị Nương sợ quá vì không đủ lực lượng nên bỏ chạy. Ok, như vậy mình sẽ kể lại nè. Có một con ma, đúng không? Người thân hình lạnh, tóc dài, màu trắng, tay cầm một con ve đang kêu ve ve ve. Con ma này hù công chúa Mị Nương. Công chúa Mị Nương tức giận, lấy cục Rubik ném. Thì xuất hiện một con siêu anh hùng Ninja Rùa, chụp lại cái Rubik này. Rồi Mị Nương chạy. Đây là 5 hình ảnh. Con ma là số 3, con ve là số 78, Mị Nương là số 32, Rubik là số 49, Ninja Rùa là số 24. Vậy là mình đã học thuộc được 9 số này rồi, đúng không? Như vậy là kết thúc bài học hôm nay. Cơ bản về cách ghi nhớ, các bạn hãy, nếu các bạn không hiểu thì có thể comment dưới video này về những cái phương pháp. Thì với 4 cái video này, các bạn có thể ứng dụng để học thuộc được những cái kiến thức mà các bạn đã từng quên. Như vậy thì cái video tiếp theo mình sẽ làm về chủ đề ứng dụng về cách ghi nhớ các môn lịch sử, địa lý, tiếng Anh, những cái ngôn ngữ. Rồi, xin chào các bạn.